sao ăn. Phía trên thì mình xiết con đèn này nè. Con đèn này chỗ này có mông ốc này đúng không? Dạ. Mình xiết nó vô xíu. Rồi. Ông chạy đi rồi hướng dẫn cho khách mà mình lại mối đầu làm mối đuôi đi. Đây là máy DDL 900B. Cái này là hệ dầu khô khép kính nha, cái này nè. Cái này hệ dầu khô bơm dầu. Anh chị em thấy Ừ. Rồi cứ chạy đi là chị nha. Đây thì mình mới ráp tại Đồng Nai. Thống Nhất. Đấy, mình muốn tắt cái gai gạt này không? Cái này nè, thì khi mình tác dụng là khi mình vừa chạy xong á là nó gạt qua cắt chỉ nó dài hơn. À, gạt gạt các chỉ á. Nên mình muốn tắt này mình bấm lúc này nè. Lúc này tắt nó gạt nè. Rồi chạy đi nó hết gạt rồi. Rồi cắt chỉ. Ủa, vẫn còn hả? Nói sao? Rồi cái này mấy cái nút này là nút này nó đầu là mối đuôi biết hết chưa? Để vô mai nè, mình bấm vô nút AB á là làm mối đầu, CD là mối đuôi ha. Chạy đi, là nó lại mối 4 lần cho mình. Đấy. Đi dừng lại. Đấy, nó lại mối 4 lần cho mình. Và muốn cho nó nhanh lên á, cho nó lại mối nhiều lần hơn nữa thì mình bấm vô đây nếu này. Nó sẽ làm mối nhiều lần và cao độ dày nó cao hơn. Thấy không? Đây. Đấy. Rồi mai đi, mai đi. Rồi có gì thắc mắc không? Chỉnh tốc độ nhanh chậm đúng không? Đây chỉnh tốc độ nhanh chậm á là bên đây nè, mình bấm dấu y giữ ha. Đây thì là 5 nè, PD nè, đây nè đúng không, mình bấm mua tên qua nó là 4, lúc này nó sẽ hiện thì nhấm nháy bấm mua tên qua là tốc độ là 4.000 ha. Mình giờ mình giảm xuống 3.000, 2.000, 1.000 tùy theo ít muốn của mình. Bây giờ mình mới tập mai đúng không, mình chạy tầm khoảng 2.500 thôi ha. Xong bấm dấu mua tên này lần lần y xong. Đấy, rất là dễ. Ở chỉ nào? Xíu vô chứ. Một phần là do giảm, một phần là do chị. Mình xíu nó vô xíu là được à. Đấy, một phần là do giải nữa ha. Rồi xong là mình muốn cái mình dạy là mình muốn cắt chỉ á. Ha. Mình muốn tắt cái chỉ mình ấn vô lên đồng hồ tắt cái chỉ nè, bật lên mình phải bật cái chỉ chứ, nếu mình không muốn xài nên mình bấm vô một lần nữa tắt cái nè là xong. Đúng rồi, tập nhanh lên, hình như là hết suốt hay sao ấy, còn suốt còn mà ai một suốt đời nữa đó. Ủa cái nó không tắt được à, cái về này tắt thì sao mà được, đi vậy. Nhưng phải gỡ nó ra luôn rồi cháu. Chạy đi, chạy đi. Này là chức năng cái máy của máy Nhật nó chắc nó như vậy. Giờ mình gỡ cái ngóc này ra nè. Nó có ngóc này đúng không? Xả ngóc này ra lấy nó ra. Ngóc này nè. Này là lại mối thích hợp trên máy luôn. Cái mình thường thường là mình lại bên kia đúng không? Giờ mình lại đây. Dạ. Đấy. Sao rồi? Đây đánh số thử đi. Xa lắm đó nha. Nó mình khỏi cần mình chỉ để gì vô, để vô. Bật vô, chạy đi. Nếu mình khỏi cần để chỉ cũng được mình.
được rồi á. Thì bên mình sẽ bao lắp đặt và tại nhà cho mình. Còn gì nữa không? Thì bên mình mới lắp cái tại thì cuộc hành trình của Nhân thì gấp máy này là tới 672 km. Các bạn nào có nhu cầu cần mua máy thì cứ liên hệ.